Con gái chào đi nào, các cháu chắt chào cụ đi nào. Xem bà cười xinh đi, bà cười tươi thế nào. Đấy, cười rồi. Bây giờ con cháu chào thì bà chào lại thế nào, bà chúc thế nào. Cứ chào tất cả các con cháu đi công tác trong nước và ngoài nước, mạnh khỏe thì chữa đầy. Quá. Là cứ bao nhiêu nằm trong cái đầy hạnh phúc đấy. Mạnh khỏe, thịnh vượng, đầy hạnh phúc. Con cháu trong nước và đi nước ngoài, nội ngoại tất cả đều đầy hạnh phúc đấy. Được không? Được, quá chuẩn. Siêu. Gì nữa không? Bác cả là có phỏng vấn bạn. Không. Mấy mấy cô bà. mấy cô gái xem dặn dò gì, bà dặn dò đi. Đấy, dặn đi cô ơi. À. Gặp quan có vài câu, bà cứ vui vẻ khỏe mạnh. Là con cháu thẳng đường với thắc. Lúc nào bà tươi bà tươi cười. Vẻ. Thế là ok rồi bà nhỉ? Được rồi. Đấy. Thế là được ok đúng không? Chuẩn thế, không cần chỉnh. Phải không bác? Đâu, chuẩn không cần chỉnh. Lúc nào chỉnh thì bà bảo con là hôm nay là tôi chỉnh cô đấy nhá. Đó. Gọi là chỉnh. Ăn cơm ăn nước liền về. Rồi, chúng con ăn cơm nước xong rồi, bây giờ chúng con đi về đây. Ừ, đúng nhá. Bà giữ gìn sức khỏe nhá, vui vẻ nhá. Ngon nhá, ăn uống tốt nhá. Được rồi. Vâng. Ê, con đi về đây. Ừ, con đi về. Cháu chào bà. Chào bà. Ừ, đấy, bà chào các cháu nhé. Anna, chào bà. Anna. Rồi. Thôi, bà xin phép má nha. Ừ. Má mẹ khỏe hết nha. Vui vẻ nhá. Ừ, rồi. Cười ghê quá. Đến tầng cô Tuyết ở đây ít ngày á. Thôi con... Vâng luôn, về Hà Nội luôn. Con điện đón mà này. Người Mỹ đi mà. Rồi, tiếng người Mỹ bay mà. Đúng rồi. Đúng không? Thế tiếp này cũng thế nhá. Vâng. Cháu không quên đi. Vâng. Hay là bây giờ về Mỹ luôn đi bạn. Mạnh khỏe, thịnh vượng, đầy hạnh phúc. Vâng. Rồi, thế phải yên tâm nhá. Ờ, được rồi. Con đi đây. Cháu không quên đi đi bà. Chào bà. Đi học cháu nhé. Rồi. Rồi. Chào tất cả nhà nha. Rồi, khỏe nhớ nha. Rồi, ngoan. Em chào chị nhé. Rồi. Rồi, ok. Hai bà con. Thỉnh thoảng không vui tí thôi. Chào bác cả nha. Xin chào, xin chào. Chúc thưa lộ bình an và mạnh khỏe. Rồi, chào nha. Chào bác. Rồi, bác chào nha.